đang cầm cái loa, cái chuông của HTC U11. Thì trong quá trình mình xài mà máy bị ghè, hoặc là loa nghe nhỏ, hoặc là loa không nghe luôn, thì đó có thể là máy của mình đã bị hư loa. Thì cái lo này hiện tại bên mình đang có sẵn hàng, các bạn chỉ cần tới thay và ngồi chờ tầm khoảng một tiếng rưỡi thì các bạn lấy được máy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào các bạn, hiện tại trên tay mình đang cầm cái lo là cái chuông của HTC U11. Thì trong quá trình mình xài mà máy bị ghè, hoặc là lo nghe nhỏ, hoặc là lo không nghe luôn, thì có đó có thể là máy của mình đã bị hư lo. Thì cái lo này hiện tại bên mình đang có sẵn hàng, các bạn chỉ cần tới thay và ngồi chờ tầm khoảng một tiếng rưỡi thì các bạn lấy được máy. Cảm ơn các bạn đã xem video.